Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ trong chương trình Chủ nhật tình nguyện lần 66, dự án tình nguyện Một bức tranh nhiều hy vọng đã đón một vị khách đặc biệt đến từ một đất nước xa xôi và mang đến một món quà vô cùng ý nghĩa cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Cây hy vọng, một tác phẩm tranh vẽ được tạo nên từ ý tưởng của một tình nguyện viên cách nửa vòng trái đất đến với dự án Một bức tranh nhiều hy vọng chúng tôi. Kobati đến từ tổ chức Kids and Art ở bang California, Hoa Kỳ. Cô đã bay từ nước Mỹ xa xôi mang theo ý tưởng và các vật dụng cần thiết đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, nơi cần lắm sự động viên về tinh thần, giúp những bệnh nhân nơi đây vững niềm tin đối mặt với căn bệnh như án tử hình trong tâm trí họ. Kobati chia sẻ. Tại sao tôi chọn cây sự sống và hy vọng? Đối với tôi, những phần của cây tượng trưng cho gia đình, sức mạnh và sự hỗ trợ giúp chúng ta trong cuộc chiến chống ung thư. Hành trình ấy không thể được thực hiện một mình, mà còn có gia đình, bạn bè đang ở đó để giúp bạn. Mỗi một bộ phận cây lại có những ý nghĩa khác nhau. Rễ cây tượng trưng cho nền tảng khởi đầu. Thân cây tượng trưng cho sự ổn định, hỗ trợ và sức mạnh. Cành cây tượng trưng cho thành viên gia đình, bạn bè, cái cũ và mới cùng nhau phát triển. Những màu tôi chọn là màu tươi sáng, sống động từ những hình ảnh mà tôi thấy được ở Việt Nam. Bầu trời vàng, cam và đỏ thể hiện sự ấm áp và lòng trắc ẩn xung quanh tôi. Màu tím xanh tượng trưng cho sức mạnh của hoàng gia châu Âu, cũng là của những bệnh nhân ung thư dũng cảm. Bức tranh này sẽ đồng hành cùng với bệnh nhân, gia đình, tình nguyện viên và bạn bè từ khắp nơi trên thế giới, tạo ra sự cộng tác của sức mạnh và sự gần gũi. Tác phẩm Cây Hy Vọng đã được hoàn tất với gần 300 con người, đó là những bệnh nhân ung bướu, người thân và các tình nguyện viên đủ mọi lứa tuổi và thành phần xã hội như học sinh, sinh viên, doanh nhân, bác sĩ, kỹ sư. Chúng tôi đã đem tác phẩm giới thiệu đến cộng đồng trong các dịp triển lãm của dự án và nhận được sự quan tâm, xúc động rất lớn từ xã hội. Xin chân thành cảm ơn Kobati và tổ chức Kids and Art đã mang món quà đặc biệt ý nghĩa này đến Việt Nam và cùng chúng tôi xoa dịu nỗi đau cho các bệnh nhân ung thư tại nơi này. Cho tiền.